có ai là con gái mà suốt ngày mơ mộng có người yêu giống mình không? Chuyện là bọn mày có tin giấc mơ có thật không? Mơ á? Mơ gì? Thì có tin không? Thật ra là ấy, đêm hôm qua tao nằm mơ thấy một anh đẹp trai cục. Anh ấy đi cùng tao, nắm tay tao như này này, xong rồi nhìn tao nắm đuôi nó cô. Đẹp trai lắm hắn. Mày lúc nào cũng mơ. Lúc thì mơ nhận được tiền, lúc thì mơ trai đẹp. Mày con chó nó hiểu. Này, mày bỏ cái kiểu đấy đi nhá. Bắt đầu giống mẹ tao ấy. Hơi tí là dăm ba câu, có chó yêu, có chó lấy. Này, có khi nào hoàng tử của mày đến đón mày được không? Không biết nữa. Nhưng mà mấu chốt là ở chỗ ấy. Sáng ngày lúc tao đi học, tao gặp chính chàng trai đêm qua tao mơ mà. Đi ngang qua cửa xe mà. Ôi, này, có khi định mệnh sắp đặt đấy. Mày phải nắm bắt cơ hội này đi. Này, mày cứ ấy đi, cọc đi thử chơi không sao đâu. Cái tình thế đã, mình ủng hộ mọi nhỉ. Đẹp đấy, thay avatar nhá. Chết đi. Từ đâu chui ra vậy má? Vừa đi ngắm ra à? Đang làm gì đấy? Đang xem ảnh. À, đúng rồi. Bà gặp ông ấy chưa? Thì đây, chừa người tí tỉu người. Có phải muốn gặp nhau là gặp được đâu. Nhìn ông ấy như nào để bọn tôi giúp cho. Này nhá, anh ấy đẹp trai cực. Cao, tóc vàng, da trắng, mũi cao, áo trắng, quần đen, giày tây đen nữa, đeo ba lô đen. Ôi, mình đi tối lắm này, tan chảy rồi. Thấy đẹp trai phết nhở, kiểu như ta. Tôi không nghĩ là bà có ngu như tôi đấy. Ông bị thấm kinh à? Nghĩ gì vậy? Nợ. Nào ấy. Trai, trai đẹp kìa. Cậu nào? Hoàng tử. Ôi, đang làm cái đó. Này, có muốn bọn này giúp không? Nhưng mà giúp kiểu gì? Bọn tôi có cách mà, đi. Bọn này làm gì mà lâu ấy nhỏ. Cậu gọi tớ ra đây có việc gì đấy? Tớ đâu có hẹn cậu đâu. Cái này còn là của cậu. Đứng ở đây nhá. Tớ thích cậu. Hả? Chẳng phải là điều cậu muốn nói sao? Tớ
Tớ... Tớ thích cậu. Cậu thích tớ rồi bao giờ? Từ lúc mà... Trời ơi, yêu mình thật á.